ngón tay này thì nhà đây. À thế à? Ở đâu anh? Yên tâm luôn cho cả bên ví dụ đấy. Bây giờ 3 triệu là chuyển ra cây. Sao không mang đi? Cái này bao tiền anh? Cái này thì hết, hay đấy. Đấy, chơi nhót này lùng lẳng hay. sắp đến mùa quả nhỉ. Mùa này đang quả mấy, non đấy đúng không? Mấy cây kia ở nhà nó quả hết này. Đấy. Người ta bảo dàn nhót cây nhót này. Vậy cây gốc to mà cả cái nhót đầy. Nếu quá trọng có bán được không? Mày nhiều quá. Nó bảo nó dáng thế chứ mà. Dáng thế còn không thế nào. Đúng rồi. Mày nó quằn cây nó thì nó thiếu gì? Nó kiểu có bụi. Đấy, nó không ăn như thằng cha bụi đơn gì được. Cũng 5-6 năm mới được một cây này. Không phải ông nào phát được ngay đâu. Mày lấy vào đéo mà có bán được không? Đúng này nó là thân leo anh nhỉ? Thân leo đấy. Thân leo. Mình làm cho nó không leo nữa anh. Đúng rồi. Đúng này cũng dễ sống thôi. Dễ sống khỏe. Nhìn đế này, con này nhiều cây nó khủng khiếp luôn. Đúng rồi. Ngày xưa hay cứ làm cái dàn nhót. Chả biết chua hay là ngọt. Nhót thì phải chua rồi. Có cái giống nó ngọt biết đấy. Mình mua người ta bảo nó ngọt đấy nhưng mà về trồng nó chua ấy. Nó có nghĩa là nó không chua lắm đâu. Cứ có quả đỏ đẹp mà. Ngọt mới là quý. Cứ quả đỏ đẹp mà xưa. Ngọt quá lại không thích. Ngọt quá lại không thích. Nó bảo là nhót là phải chua đúng không? Đấy, bệ hay phết nhỉ. Nửa chua là ngọt là quý. Mà hơi rung rốm. Nó không có cái thằng kế. Lá liền ngủ tinh. Lá đẹp thế nhỉ. Nhìn thích nhỉ. Chuyện triển lãm ngoài có cây gì cái giống người lá nó bạc bạc nhìn hay nhỉ? Nhót là lá nó bạc bạc. Có cây sắn thuyền. À. Cây sắn thuyền trông cũng độc ấy. Ông đại ca này mang cây sắn đi hay? Cây rừng sắn thuyền quả sắn xin đen nhách. Đúng mà cây đỏ xong chín như đen. Nhiều cây nó biến dạng. Lá nó đẹp. Rồi bán mấy cây lát rừng mẹ hơn triệu cắt đi độc trong này lên. Giờ chơi hàng ý mới hay. Nhưng mà lá nó ghét nó hơi to. Để ép chuột. Sắn thuyền là đẹp này. Sắn thuyền là chơi nó đẹp, lá nó vừa tầm đẹp. Mà nó đỏ ra lục đỏ. Đỏ. Đỏ quả đỏ quả nhiều. Đó. Cái đấy 200 bác ạ. Mình có Zalo ra liếc không anh? Anh có. Đọc em số phát 0989 rồi 3344 28 rồi tên gì anh nhỉ? Dũng. Xong rồi cho em xem mấy cái cây nhót nhé. Tối về chắc nhá. Cây đa lông là cây đa lông đẩy đi chưa anh hay là đang nuôi đợt mà cắt cây đa? Cây cháu nó cũng già rồi bác ạ, chứ nó cũng không đấy. Hay đấy nhỉ. Cây bây giờ nó phải có cái tí khác người đi nó mới. Hay đấy. Bán. Ôi, Tường Vi treo đây à? Giờ mà chơi dàn treo nó mới là động. Chơi nhiều khi nó cứ dị dạng. Vì sẵn mà chân trọng chán. Treo đưa được. Nó thế để thế chứ bây giờ bác phải trồng vào cái chậu bé bé cái chén thôi. Này cho vào kiếm tích cho không hợp. Thực ra này tấu rồi toàn như năm ngoái toàn đập đập bầu bỏ đi năm nay còn đấy còn xì cái hay đấy. Chăm nhá, chăm để tôi. Vâng, ơi để cho bác. Siêu rẻ rồi. Tùng cối là quá.
xin mới mang nhiều thế à? Chín cây á, có 9 cây. À, đi. Này toàn nho nhỏ nhỉ? À. Suối này hay phết này. Đá ong à? Còn đá ong à? Suối này hợp với đá ong ấy. Quê. Đây, tùng này bay phết này. Đất người ta nhìn được rõ. Cắt đi nó đâu, không biết là gì. Điện thoại cho ông chủ tịch á. Tôi làm ơi. Nhỏ nhỏ hay phết nhỉ. Tôi làm ơi. Cái kéo này nó sướng. Tôi làm ơi. Tôi làm ơi. Sứ. Bảo là nay mang đi mới có thời gian mà cắt đi đâu. Cứ để nhà thì không động vào. Nhà thì cứ vứt xó. Làm việc khác thôi. Hồi này giết thời gian vui. Hôm nay cắt vài hôm cả đất này rồi. Này này ngon. Kéo này ngon kìa. Giật đấy. Đợi vãi ra đây mới cắt đi. Đúng kéo tỉa đấy. Ra đây cắt. Sùng. Cắt hạ. Có cái việc làm vui vui người ta thích tập trung lại. Ôi, suối này nó nhiều hoa ghê nhỉ? Ờ. Giống này nó có hoa hay là cái giống... Giờ mua ra nhiều hoa. Chót nhét. Cái nào có hoa này? Chi chi tàu hàng. Thích nhỉ? Thích là máy ảnh chưa? Ồ. Nhót quê. Cái này chả bắt ba chùm mà gặp vào giống... Đúng rồi, cho quả kế vào. Mình cứ kế thì mình cũng mua bán giá. Quả kế vào, bắt đi. Là như ông bán ổi hôm trước, cắm cắm đây quả. Sợ quá. Đấy, tôi cái bán ổi đấy. Đây có vài quả mà gần gần 9 quả. Bán hết, làm ăn chú. Chết rồi. Cái cây may nó cũng được. Nó không có quả thật nhưng mà nó không nhiều như thế. Cái để bà cho hai ông bà là đưa bằng tô rồi không được quả đâu. Ông bà cũng đấy. Tưởng bà đề không vừa. Không. Không biết gì. À bị bóc mẹ. Nó chả khác gì đứng để tỉ ấy. Cắt tóc. Gọi là cắt tóc mà. Nhà cắt tóc sĩ. Trời ơi. Quá độc. Này mà buông xuống nữa tí nhỉ. Thế nó vẫn đang nuôi cái này. Đấy. Đấy. Có cái bệ hay. Anh đang bán cây vừng 3 tấn được quá mà kéo bán được cái gì? Không mang đi à? Không mang cây đấy đéo rồi. Đăng à? Cái cây đẹp đẹp của nhà gì? Ừ. Này, bây giờ đây này. Đỏ chót. Đấy. Đấy đấy, thích ông bảo chơi cây này ở nhà đấy. Ừ đấy. Cây này lâu năm rồi đấy. Đấy. Đó. Bán lâu năm luôn. Cả gà chọi các kiểu. Hay nhỉ, cái mùa này nhìn sướng nhỉ. Ừ, cái hôm đầu tiên nó mới đỏ. Đăng lên, đăng lên. Đó, từ đây đăng lên này. Đăng lên Facebook à? Ờ, Facebook. Phải được giá cơ. Ừ, phải được giá chứ còn... Đăng như đây nó lên. Đăng để bao tiền cái ý? Cái đấy chung chẳng hơn chục một sút. Một gỗ 7 triệu cũng sút. Mua nó tận 20 triệu. Bán này, bán cho cái thằng nó biết chơi cơ. Ừ. Nó bánh cả nước rồi mà không nuôi thân, không nuôi chân tay. Tay dâm không nuôi thế nào. Ba thân. Ba thân. Đấy. Ở đây nó hoa. Nó mọc kín luôn. Để chơi xuống nó hoa quả đều xuống. Con này nhìn sướng thế nhỉ. Mẹ giả được hơn triệu bạc cái cây này. Tôi bảo nó là triệu đám là triệu mấy lắm. Tí là nó chả quay lại. Nó ăn đéo được. Mua chẳng mua được. Thế.
mà hàng đẹp mà nhiều khi mang cái chợ là hơi khó. Cái đây kia là cái bán mấy triệu bạc vào có làm cái bao giờ cho ra được cái tài khoản của mình là xanh và tính năm ra thì bao giờ cùng coi cái này xương cá mùa này lộc vừng lộc biết nhìn sướng thế. Ôi, nó có xuân. Lộc lá này chơi lộc vừng hay đấy là xương cá em ạ. À, xương cá biết rồi.